Con này vẫn đang chạy ấy, chú. Con này vẫn đang chạy đấy. Đây con to này. Đang chạy. Chết hẳn rồi. Đang chạy thì thấy. Chú ra đây, chú nhìn đi này. Ra cho cháu không biết sao nó sợ hay sao đang chạy. Thế sao ta ấn vào nó không chạy? Chắc chú chưa đóng hết thôi. Nha, chú nếu mà chú lấy giờ chú phải đóng hết vào cho cháu. Nó có hai đất đấy. Đấy nhá, lưu ý nhá. À, nếu mà muốn lấy giờ hoặc là lấy lịch ý. Tường chú lấy lịch đúng không? Không, tớ chẳng lấy rồi. Cháu lấy cho chú nha. Ừ. Chú cứ thêm vào đeo nha. Chứ cái này nó đang chạy này thì tường, tay pin làm cái gì? Tường hết rồi. Chưa. Nào, cháu lấy luôn cho chú nha. Lại không mất tiền rồi. Ừ, tốt. Đấy, vừa cái đi, một chiếc rồi bây giờ lại chiếc nữa. Ừ. Này, hai chiếc cơ từ miền Nam. Ừ. Một chiếc Thụy Sĩ, một chiếc Nhật. Ừ. Đấy, khi chú đóng vào một nấc nhá thì nó sẽ nhảy, nó chạy kim như này. Ừ. Thì chú sẽ hạ xuống, kéo xuống thì nó sẽ là nhảy lịch trong. Ừ. Hôm nay là thứ 6, thứ 7 rồi. Thứ 7 à? Ừ, dạ. Đấy, lại không mất tiền nữa rồi. Ừ, tốt. Đấy, sau đó chú ngược lên cái là chú sẽ như chỉnh lịch. Ừ. Đấy, xong rồi chú đóng vào. Đóng một nấc nữa đấy, nó còn một nấc nữa mà. Ừ. Chứ chưa phải là hết đâu. Đây này, nhiều người đóng vào thấy nó chạy này rồi là ok rồi này. Đây là dính trưởng cái này, nó sẽ bị kẹt lịch. Đấy nha, kẹt lịch ấy thì chú phải đóng vào một nấc nữa cho nên lấy lại lịch cho chú nha. Hôm nay 13 đúng không? Ừ. Đấy, nó có hai nấc đấy. Nhiều người bị dính trưởng cái đó đấy. Nó kẹt lịch nó chết máy mà. Đấy, đóng phát nữa vào. Ừ. Thì nó vẫn chạy. Đấy nha, đây, giúp chú lưu ý nha. Rồi. Lưu ý rất nhỏ rồi đấy. Rồi. Đấy, một con nữa lại cũng free đi nhá. Hai con free rồi đây này. Đó, được chưa? Đấy, rồi tiếp con nữa đâu rồi nhỉ? Đứa bé này. Đấy. Đây con này nhá. Rồi, xong hai con này nhá. Rồi. Đỡ phải tháo, đỡ phải gắn.